lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Fashion. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái server fashion mới có tên là myls.com và chế độ là fashion. Hiện tại mình đang đứng ở lobby đây và khi vào thì bạn sẽ được tặng là một cái bộ gọi là của tân thủ. Thì bây giờ chúng ta sẽ để qua đây và sử dụng phiên bản 1.10 thì phải, 1.10.2 thì phải. Và ở đây thì sẽ có rất là nhiều chức năng mới theo mình được biết là như vậy. Ôi, mũ gì đây? Mũ kim cương hư rồi. Thì hiện tại đây có cái gì hấp dẫn không? Mình bay nhảy quá. Đó, thì hiện tại đang có sự kiện đua top fashion là 5.000 là con, 2.000, 1.000 là tổng kết trao giải vào ngày 25 tháng 7. Và bên này thì cũng có sự kiện đua top money và cũng tổng kết vào ngày 25 tháng 7 luôn các bạn, tức là còn tầm hơn 3-4 tuần nữa ấy thì sẽ tổng kết. Ở đây thì mình sẽ coi trong đây sẽ có cái chức năng gì mới hoặc là những cái tính năng gì hấp dẫn không. Thì đầu tiên là chợ đen, thì chợ đen này là AH thì không có gì lạ rồi ha. Và chúng ta sẽ có gì dịch chuyển nhanh, shop lcon thì có cái gì, à mảnh vỡ lcon, ok. Thì đây là shop run, thì chúng ta sẽ có sáu loại run: Master, VIP, Pro, Dragon, Lord và Galaxy. Thì mỗi loại run sẽ có một cái quyền lợi nhất định. Để mình coi, đầu tiên là set home, bắt chết không mất vật phẩm nè. Đó, nói chung là hình như là cái này, hình như buổi tối bạn chết bạn sẽ bị mất vật phẩm á, cho nên bạn sẽ cần phải, nếu mà có run á thì bạn sẽ không có bị mất đồ. Đó, nhận bộ trang bị của run master. À, tức là khi bạn mua run thì bạn sẽ được nhận một bộ trang bị. Đâu? Trang bị Khải Huyền. Ghê hả? Lưu ý, nếu mà muốn trang lên cấp như cực phẩm hoặc siêu phẩm, bạn cần phải giữ trang bị ổn định, không cần tranh hay bất kỳ hiệu ứng nào, không cường hóa thêm bí kỹ, không đổi tên trang bị bằng cái đe, không khóa trang bị. Nếu có ý định nâng cấp trang bị đơn, hãy tuân thủ các yêu cầu trên. Ok. Infinity Mending luôn à. Ngon, để mình thử mua tất cả các loại run rồi. Chúng ta sẽ mua run 2 là, này là run gọi là cái gì? Bá VIP nè, VIP là sẽ có trang bị bá vương. À, tức là những cái này á đều là đồ thường hết. Bạn muốn á bạn sẽ nâng cấp nó lên là siêu phẩm hay cực phẩm gì đó, thì tí nữa mình sẽ coi những cái chày ở đâu. Nói chung là mỗi cái gọi là mỗi cái ấy á, mỗi cái run thì bạn sẽ có một cái set đồ khác nhau. Mình sẽ thử từng set một coi, tại vì mình có khá là nhiều con. Ở đây set trang bị nguyên soái, ok, mình sẽ bỏ cái set này vô ha, bỏ luôn set này vô luôn, bỏ hết mấy cái set này vô đi, tại vì chúng ta sẽ mua, chúng ta sẽ tiếp tục mua thêm run nữa. Mình sẽ thử cái set lot. Mình chưa mua cái set dragon. Trang bị huyết nguyệt nè. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ mua tới Lord và mua tới Galaxy luôn. Mình không đủ tiền để mua răng Galaxy nè. Thì Lord cũng khá là ngon rồi. Lưu ý khi ép kỹ năng bạn không thể nâng cấp lên cực phẩm. Rồi, tí nữa mình sẽ coi cái nâng cấp ở đâu nha. Bây giờ chúng ta sẽ tới Galaxy là thấy đẹp trai rồi, như này là được rồi đó. Và set này thì nó sẽ có cộng thêm máu nè. Mình sẽ sử dụng trang bị Dragon. Dragon chứ không phải là Galaxy. Nhưng mà không có cái tool nha các bạn. Không có tool. Thì trang bị Dragon này mình mặc cái set gì á? Lót của bắp Dragon mới xịn. Đấy, ngon chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ coi thử còn cái tính năng gì hấp dẫn nữa không. Gói quà, thì đây là gói quà này giống như kiểu bạn tặng con cho người khác thôi. Kit hỗ trợ hàng ngày, Master. Mình thử kit Dragon cái gì. Lost. Được kim cương, sắt, vàng với lại Golden Apple. Rồi chúng ta sẽ có sổ số kiến thiết, shop money, khóa trang bị, nâng cấp enchant, shop đa dụng, bí kỹ. À đây, cái bí kỹ này thì khá là hay nè. Chúng ta sẽ coi cái bí kỹ này thử coi. Coi thử cái bí kỹ này nó có những cái gì hấp dẫn. Thì bí kỹ cấp 1, giá 40 cấp, bí kỹ khai phá trang bị giúp
tăng sức mạnh. Khảm bí kỹ thất bại, trang bị sẽ bị mất. Ồ, cấp 2. Ồ, có những bí kỹ cấp 5 luôn. Bùa bảo vệ, bụi ma thuật, đá hắc thiên, các thứ, mũi khoan ma thuật, các thứ. Thì cái này bạn sẽ có 3 cái này, là bạn sẽ mua hai cái này thôi. Chỉ có hai cái này bạn mua bằng cấp độ, còn lại bạn sẽ phải mua bằng lợt con, tức là tiền nạp vô ấy. Bùa bảo vệ khi thất bại thì mình sẽ từ từ ép sau ha. Chúng ta sẽ có key shop, thì có những iron, gold, diamond, armor. Ồ, có 3 loại, 3 loại là bằng lợt con và 2 loại money. Chúng ta sẽ thử coi. Hiệu ứng đặc biệt chỉ có Dragon mới sử dụng được. Mình là Lord rồi, Lord thì không sử dụng được. Bây giờ chúng ta sẽ thử đi mấy cái web coi. Web thì có web dịch chuyển ngẫu nhiên, đưa bạn đến vùng đất hoang nào đó. Ồ, cần tiền luôn nha bạn. Bạn phải bạn sẽ cần phải có tiền các bạn mới dịch chuyển được. Ồ, chay. Mình sẽ qua khu chay cày cuốc. Ok, chay khu cày cuốc 1 coi. Và hiện tại mình đang đứng ở khu chay đây. Và chúng ta sẽ có những cái mảnh cường hóa nè các bạn. Thì các bạn sẽ đổi được những cái set đồ. Những cái set đồ này á, là những cái set đồ chay. Khối cường hóa được cái mảnh cường hóa nhỏ. Thì những cái này á, bạn chay sẽ rất là, mình nghĩ là sẽ rất là lâu. Không biết là cái vật phẩm chay thì nó nằm ở đâu nữa. Nhưng mà hiện tại chỉ mới có hai set huyền thoại sinh tồn thôi. Còn ở đây có vũ khí nè. Các bạn muốn có những cái đồ gọi là xịn ấy thì các bạn phải nâng cấp lên từ từ nè. Ồ, nó sẽ có những cái dòng khá là bá đạo, rìu mà có lút tin các thứ, bích nguyệt cúp gì tùm lum tá lẻ ông binh, rồi bạn phải đổi lên. Ồ, à, tức là mỗi cái thứ, mỗi cái đồ bạn đổi lên nó sẽ là một cái món vũ khí khác nhau, không phải là giống như kiểu lúc cúp, lúc rìu, lúc tá lẻ một mình ấy, chứ không phải là nó chỉ là một cái rìu không thôi. Đó, thì nó cũng sẽ làm thay đổi rất là hay. Thì mình chưa biết đổi cái mảnh vỡ ở đâu, cái mảnh vỡ này đổi ở đâu ta. Vật phẩm rơi ra từ sự kiện quà tặng. À, bạn phải đi qua cái web, bạn phải farm mod thì nó mới rớt ra cái này hả? Dùng mảnh cường hóa thành khối cường hóa. Cái khối cường hóa này ở đâu ta? Không biết cái khối cường hóa này chay ở đâu, nhưng mà ở đây thì sẽ có rất là nhiều loại vũ khí. Các bạn chay này là chay cày cuốc ấy, để mình thử qua cái web chay thứ hai coi. Lộn, web. Web chay khu cày cuốc 2 nữa coi, thử coi có gì bên đó. Đây là khu thứ hai nè các bạn. Thì bên này sẽ có xi măng. Xi măng để làm cái gì đây? Thép pha chế. Đổi kim cương. Ồ, bạn có thể farm được những, mình không biết có cho đào kim cương không, mà cho đổi kim cương nữa bạn. Ngoài ra thì đây là một số dụng cụ bằng bình thường ấy, một số dụng cụ bình thường thôi. Đó là bạn có thể farm đây. Còn bạn muốn mà gọi là cày cuốc luôn á thì sẽ đổi ở bên web kia. Ngoài ra thì chúng ta sẽ coi thử đây có cái web chay ranh rồi đó thôi. Để mình gọi là sao ta, review thật là kỹ càng. Đấy, set master cực phẩm nè, đó. Tức là bạn sẽ phải bỏ tiền ra. Các bạn phải nâng lên. Đó, rồi nâng lên siêu phẩm nữa. Ồ, tức là set này cũng vậy. Các bạn phải bỏ thêm bond vào thì các bạn để nâng lên siêu phẩm. Thì mình đang có set gì ta? Set mình là set Dragon Pro. Set Dragon ở đâu ta? Không biết set Dragon thì chay ở đâu nữa. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang có set Dragon cũng khá là bá, là chắc là chưa cập nhật ấy, mình nghĩ là như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ còn cái web gì nữa không ta? Ngoài ra thì còn web gì? Quay rương thì không cho xem, mình không có cho xem đồ ở trong ấy. Thì mình coi khu enchant coi, cho nên mình không có review cho bạn được trong những cái rương nó sẽ có cái gì. Đó, cho nên nó cũng hơi khó. Ở đây là khu enchant ở đâu đó. Web thì mình cái một số cái tính năng mình thấy hấp dẫn nhất là cái tính năng bí kỹ nè. Đấy, thì chúng ta sẽ có level để chúng ta mua. Mình thử mua một cái bí kỹ cấp 3. Thì trang bị giáp đặt vào để khảm có thể ép bùa tăng, nghĩa là có khả năng né tránh sát thương. Tức là khi bạn mua, bạn sử dụng một cái này thì bạn sẽ được random, tức là bạn sẽ được một cái vật phẩm random. Thì cái quyển sách này á thì bạn chỉ việc cầm nó và đập vô đồ thôi, cầm nó đập vô đồ là được. Mình sẽ thử cái bí kỹ cấp 5. Thì nó sẽ có tỷ lệ thành công và tỷ lệ thất bại. Nếu như bạn nào muốn mà tỷ lệ thành công á thì bạn có thể mua cái bùa này, nó sẽ tăng tỷ lệ thành công.
hoặc là bạn có thể mua cái bùa bảo vệ này thì nó sẽ vĩnh viễn luôn bạn, không không bao giờ rớt luôn hay sao á, bạn ép một cái là nó lên luôn đó, rất là hay. Thì ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng lever để mua bí kỹ. Thì bây giờ mình sẽ thử đi web survival coi, nó sẽ dịch chuyển, bạn bị trừ để làm phí dịch chuyển ngẫu nhiên, ok đó, thì nó sẽ dịch chuyển mình tới một cái địa điểm ngẫu nhiên ở trên bản đồ chứ không có phải một cái khu survival như bình thường. Thì chúng ta sẽ tránh bị cái tình trạng mà kiểu như là tạo ra mấy cái như là mấy cái bẫy cháp đồ các thứ để lấy đồ. Thì kiếm mày bé chém đẻ không phải nồi luôn, cái kiếm bộ này là bộ đồ của rồng nè, không phải nồi gì đây, bí kỹ chống hai cái này làm sao để sâu ta, mình thử bấm run này, mình bấm coi thử menu để mình coi run coi coi cái sub run làm sao để sâu đồ đây, có sâu đồ được không ta, bấm item sâu không được, sao mấy ông đó không sâu đồ lên được ta, mình không sâu đồ được. Củ bắp mà kỳ, mình là run lót, ủa sao kỳ vậy, menu menu, ủa lót ngon hơn dragon luôn hả, vậy mình tháo bộ này xuống mình mặc bộ lót chứ đúng không, tự nhiên mặc bộ dragon làm gì đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi survival. Thì hiện tại là gọi là sao ta, server đây có tính năng đu top thì bạn nào thích thì có thể vào đây để đu top nha, thì có rất là nhiều tính năng hay và hấp dẫn, hy vọng là bạn sẽ thích những cái tính năng này. Ê, ủa, trời sắp tối rồi, hình như là trời tối là chúng ta bị rớt đồ hay sao đó, mình không 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 rành lắm nữa, không biết là buổi tối thì có bị PVP rớt đồ không, mà ai mà rớt đồ không. Ồ, hơi hơi bị gì mới bị gì delay. Thì những cái đồ này không có khóa, nếu mà bạn thích thì bạn có thể khóa ở trong cái mục menu ấy, có thể khóa đồ lại được. Thì ở đây là đâu ta, nó dịch chuyển ngẫu nhiên cho nên mình cũng không biết là ở đây là đâu nữa. No, no, no. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm một chỗ nào đó sinh tồn. À đúng rồi, mình muốn thử cái web quái vật thử coi, web famous ấy, để coi nó như thế nào nha. Rồi hiện tại mình đang có mặt ở cái gì, khu farm mod đây, bạn có thể thấy nè, một đống cái này là giống như kiểu là mê cung, đúng rồi, nó sẽ làm mê cung và chúng ta sẽ đi vào đây để có những cái lồng spawn, và trong những cái lồng spawn này mình nghĩ là sẽ có những con quái khá là mạnh, tại vì mình thấy nó có mặc đồ kim cương cái kiểu rồi. Thì chúng ta sẽ đi gọi là vòng vòng ở trong này và chúng ta sẽ giết những con mod, nhưng mà sao không thấy mod xuất hiện nha, xuất hiện đi anh ơi. Để chúng ta cùng thử sức mạnh. Thì đây là giống như kiểu mê cung, không thấy nó xuất hiện nha. Không thấy nó xuất hiện mới ghê chứ. Hơi ít, không biết là do mình gọi là để sáng quá nó không xuất hiện hay như thế nào, nhưng mà nó không chịu xuất hiện. Đi vòng vòng kiếm thử con quái coi thử nó có mạnh không, tại vì chúng ta muốn thử thử sức con quái thì chứ làm cái web này chí thiệt chứ, làm cái mê cung nó mới phải nồi riết làm hồi không biết đường ra luôn. Ủa giỡn của mình hả, ồ nãy bị lag, nãy bị lag thì gì ăn thấy chậm rì chạy sắp tới rồi, ở đâu có quái, ở đâu có quái, ở đâu có quái, ồ bên này không có quái, ở đâu có quái ta, ok mình thấy mấy con quái rồi nè, ôi yếu à, thì khi mà quýnh á thì nó sẽ có cơ hội rớt cái gì đó, cái cục nãy rồi, cái cục đỏ đỏ để bạn chay đồ á, đây đây, thì các bạn chỉ việc farm mấy con này thôi, rồi là nó sẽ cho bạn những cái cục đó, rồi bạn sẽ đi về chịu khó vô đây đi farm.
thì sau đó sẽ có đồ, sau đó bạn sẽ về chay lại, thì nó cũng sẽ khá là tốn thời gian ấy, tại vì còn không á thì bạn có thể làm chay những cái đồ bình thường, còn những cái đồ cày cấp như thế này thì bạn phải bắt buộc phải bỏ thời gian ra thôi, đó là điều bắt buộc rồi, cũng khá là hay. Bộ server thì cũng hiện tại có 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 người trừ mình ra là 16 ấy. Thì không biết là bao nhiêu slot là mát, thì mình nghĩ là chắc tầm 80 hoặc 100 slot là mát. Thì bạn nào thích thì cứ truy cập vào server myls.com, và chế độ mình đang chơi là faction nha các bạn, sử dụng phiên bản 1.10.2 trở lên cho nó nuột ấy. Quăng lộn đợt đây nè, đó mảnh cường hóa nè ấy. Thì bạn nào thích thì cứ truy cập vào đây để chơi nha. Hy vọng là các bạn sẽ có một cái server hay có thể trải nghiệm. Thì server này nếu bạn nào thích thì hãy donate để ủng hộ server, cũng như là để có cơ hội để mình có thể được mời quay trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi ôi, bên kia có đông quá mà không biết đường qua. Ông admin này làm cái map này chí thiệt, làm cái đường đường chơi cái map mà chơi cái ở trên thì bịt kín hết, tối thui tối mò. Còn dưới này thì chơi mê cung đi cắm đầu, không biết đường đi luôn. Thiệt tình. Thì kiếm mấy con quái quấn rồi, mình đang mặc set đồ lót chú tể. Chú tể mạnh hơn set dragon luôn lúc đó. Quá đâu quá đâu. Hello 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 hello. Mấy bạn này cũng đang chắc là đang farm nè. Đấy. Cho mấy cục sắt, mấy cục kim cương là đẹp. Thì chắc là có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây được rồi đó. Thì review server cũng như là những cái tính năng này cũng tới đây là ổn rồi. Thì bạn thích thì hãy truy cập vào chơi nha, myls.com, và mình sẽ để ở phần mô tả của video cái IP của server nha. Còn bây giờ thì nếu bạn nào thích hãy like và share, cũng như là click đăng ký theo dõi channel của mình, cũng như là ủng hộ cho server nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye bye.